Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt TV, thưa quý vị, Đại hội Điện ảnh phim Việt Nam, à, Việt, Việt, Film Fest đã coi chấm dứt nhưng mà dư âm nó vẫn còn đọc lại nơi những người tổ chức cũng như là khán giả hâm mộ. Xin chào cô Isa, sao bây giờ là xong rồi cảm thấy là nhẹ nhàng thoải mái chưa? Dạ, Isa xin kính chào anh Phi Long, xin chào quý khán thính giả. Um, đại hội điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest đã xong, đã chấm dứt vào ngày 19 tháng 4. Là qua 4 ngày của đại hội và um, tụi này rất là bận rộn mà cũng rất là vui là tại vì có được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả trên 3.000 người cũng đã đến tham dự um, coi như là xem 31 cuốn phim um, nghĩa là 21 phim ngắn cùng với lại 10 phim feature là phim dài đến từ nhiều quốc gia. Um, khắp nơi trên thế giới và um, cuối cùng thì cũng đã khép lại với um, rất là nhiều um, nghĩa là khán giả cũng đã đến và tham dự cũng như là tham dự cái buổi lễ trao giải để cùng chung vui với lại các nghệ sĩ cũng như là ban tổ chức phim thì mình biết là hay rồi nhưng mà khán giả năm nay Isa có nhận xét có cái gì đó mới hơn trong cái lượng khán giả mà mà đến tham dự cái đại hội phim năm nay À, khán giả năm nay thì Isa nhận thấy là có nhiều người à, không phải là người Việt Nam lắm họ tới được là tại vì có lẽ là nhờ cái đội PR team tức là um, làm về uh, quảng bá cho Việt Film Fest các anh em đã làm việc cật lực và tìm những cái blog rồi những cái uh, cũng như là các tờ báo như là OC Register và OC Weekly dành rất nhiều trang cho Việt Film Fest năm nay. Thí dụ như là OC Weekly đã điểm hai cuốn phim uh, mở đầu và kết thúc của đại hội là phim nước 2018 cũng như là phim Đập cánh giữa không trung đã dành rất nhiều trang giấy khen ngợi hai cuốn phim này. Rồi OC Register cũng đã viết một bài rất là dài về Đại hội Điện ảnh năm nay. Có lẽ là tại vì nó cũng là trùng một cái thời điểm là 40 năm kỷ niệm ngày Sài Gòn thất thủ cũng như là ngày thành lập cộng đồng thì thành ra là, là các báo chí dòng chính đã dành rất nhiều những trang báo để mà nói về cộng đồng của chúng ta thành ra Việt Film Fest cũng được nhắc nhở nhiều thì nhận thấy là là có có nhiều khán giả không phải là người Việt Nam nhưng họ vẫn đến với lại Đại hội điện ảnh và à, cùng xem những cuốn phim. Vâng và thưa quý khán giả thì trong cái Đại hội điện ảnh năm nay những cái nét đặc biệt mà chúng ta ghi nhận được rằng là, là chúng ta thấy nhiều bộ phim đem cái à, những cái hình ảnh mới hiện đại nhưng mà trong đại đợt phim này cũng có những cái phim đem chúng ta lại cái quá khứ và đặc biệt trong cái quá khứ mà thời gian cuộc chiến tranh Việt Nam à, giống như cái phim đất, đất khổ, khổ. Dạ. và trong đó thì thưa vị cũng rất nhiều nhân vật ở trong bộ phim đó làm cho chúng ta là bồi hồi nhớ lại một cái khoảng thời gian của quá khứ. Dạ. Và cũng uh, hướng về tương lai một chút thì là cái phim Mở đầu nước 2030 rồi khép lại là một cuốn phim coi như là nghệ thuật đương đại của Việt Nam đó là Đập cánh giữa không trung của Nguyễn Hoàng Điệp. Rồi ngoài ra còn có những cuốn phim mà khán giả rất là thích là là những phút phim ngắn của các anh em trẻ, anh em thiếu niên, thanh thiếu niên từ từ Youth in Motion, cái workshop gọi là Youth in Motion do Vala tổ chức bắt đầu vào năm ngoái thì chúng tôi bắt đầu tổ chức và năm nay là năm thứ nhì thì năm nay có 9 em tham dự Uh, bắt đầu từ uh, tháng riêng là các em đã bắt đầu tham dự và do anh Thuận Nguyễn tức là một đạo diễn trẻ hướng dẫn và Thuận đã mời rất nhiều những đạo diễn uh, Việt Nam trong vùng như là Lê Văn Kiệt rồi uh, Thiện Đỗ rồi uh, thí dụ như là Vincent Ngô nhà viết kịch bản Vincent Ngô uh, rất là nhiều những nhà sản xuất uh, cũng như là đạo diễn đến nói chuyện với các em và dạy các em cách làm phim Nếu các em được học cách edit phim như thế nào rồi quay thế nào thâu âm ra làm sao thì các em đã tự làm những cuốn phim rất là dễ thương và chín em trong cái workshop này đã thực hiện bảy cuốn phim ngắn và được trình chiếu ngay tại đại hội điện ảnh vào ngày chủ nhật 19 tháng 4 và trong cái um, uh, trong cái buổi chiếu đặc biệt này đó thì là gia đình các em đi khám rất là đông người ta ngồi kín dạp và các em được ủng hộ rất là nhiều thì các cuốn phim này hiện nay có trên việt phim fest channel uh, tức là việt phim fest channel.com của đại hội điện ảnh và phim uh, ngắn thôi nhưng mà rất là nhiều phim rất là xúc tích và cô động và mang đề tài rất là hay thí dụ như là em uh, michi quế đoàn làm cuốn phim gọi là fit to be queen tức là khỏe mạnh và làm làm hoa hậu đó thì là cuốn phim cuốn phim này đi theo một cô là cậu hoa hậu của tổng hội sinh viên hội trợ tết cách đây hai năm thì thì cô an phụng nguyễn thì cô kể lại hành trình làm thế nào mà như thế nào mà đoạt vương miện cái đặc biệt của an phụng nguyễn là cô là một người trainer professional trainer thì anh hương long biết rồi thường thường mình có lẽ là hay nghĩ là oh, nếu mà hoa hậu thường mình yếu điệu thục nữ mà áo dài thì tha thứ mà an phụng nguyễn có cái vẻ đẹp rất là khỏe mạnh và nghĩa là rất là thể thao. Hình ra cái cái điều mà Michi cuối đoàn cô đạo diễn trẻ đó muốn đưa ra là um, không nên stereotype hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mình người phụ nữ có thể bất kỳ là có thể là là thể thao thể thao gia hoặc là có thể là uh, người professional trainer tập thể thao, nhưng là không cần phải yếu đuối thục nữ nhưng mà họ rất là đẹp đẹp từ uh, thể xác lẫn tâm hồn. Và đây là cuốn phim rất là hay và rất là cảm động. Um, thưa quý khán giả, đối với quý vị nào mà chưa có dịp quen với cái ngôn ngữ của các phim ảnh, thì thưa quý vị, phim ngắn nó cũng giống như các truyện ngắn thưa quý vị, các các nội dung được cô động, các vấn đề lớn thật lớn được gói gọn trong một cái thời gian rất là ngắn nhưng mà đạo diễn phải làm sao là lôi bật lên những cái ý nghĩa mà mình muốn chuyển tải đến cho khán giả và trong cái đợt phim này thì chúng ta càng thấy càng chúng ta càng thấy rằng là các đạo diễn Việt Nam coi như là càng lúc càng thể hiện nhiều hơn, rõ nét hơn trong các cái bộ uh, trong các bộ phim mà họ thực hiện và và đặc biệt hơn nữa là cái đại, um, tổ chức đại hội điện ảnh phim Việt Nam lần này chúng tôi lại không những là hết mùa điện ảnh rồi, hết cái mùa đại hội rồi là ngừng ở đó. Quý vị nào muốn theo dõi thêm những cái bộ phim mà xuất sắc được chiếu trong cái đại hội lần này, quý vị sẽ có dịp thưởng thức những bộ phim đó đúng không Dạ, và đó là những cuốn phim được trình chiếu trên vietfilmfestchannel.com Và quý vị có thể vào trang nhà vietfilmfest.com và bấm vào Channel Thì trên channel nó cũng giống như là tương tự như Netflix Tức là mình thuê phim, thì thuê phim chỉ có một đồng 99 hoặc là hai đồng một cuốn phim thôi Thì hiện nay có một số phim ngắn được trình chiếu vừa rồi tại kỳ đại hội mà được rất nhiều người yêu thích Thì tự này đã load lên, đã tải lên trên website để mà những người ở xa không có tham dự được việc Film Fest đều có thể vào thăm trang nhà và xem và một phần cái tiền mà thâu được đó sẽ được gửi trả lại cho những người làm phim để họ tiếp tục có thể làm những dự án kế tới nữa và đây là một cái điều rất là khích lệ đối với nhất là những em mà trong Youth in motion um, Film Making Workshop là là tại vì các em làm phim học làm phim làm phim rồi có khán giả xem rồi lại có một tí tiền để mà tiếp tục làm nữa thành ra là là đây là một cái điều mà Isa rất là mong là được sự ủng hộ của quý vị thì ngoài phim Fit to be Queen còn có một cuốn phim mà đoạt giải bạn của ban giám khảo phim ngắn của đạo diễn Leon Lê đó là phim Talking to my Mother nói chuyện với mẹ tôi và đây là một cuốn phim mặc dù là nói tiếng hoa là tại vì leon trong cái buổi trao đổi với khán giả ngay tại đại hội điện ảnh thanh có cho biết là um, leon thì sống ở new york và new york thì ít không không có cái cộng đồng việt nam họ sống giải rác dạ. lắm. dạ thì um, và cộng đồng người hoa bên đó thì có nhiều người làm làm diễn viên thành ra uh, leon đành về tuyển người um, nói tiếng hoa một cuốn phim quay rất đẹp và khi mà xem đó mình nhận thấy là cái ngôn ngữ không có là cái cái rào cản nữa mà nó vượt qua cái ngôn ngữ rồi tại vì cái ngôn ngữ điện ảnh rất là mạnh mẽ Nó như là nó đẹp như là cái bài thơ vậy đó talking to my mother nói về người con trai um, Uh, có một điều muốn nói với người mẹ của mình nhưng mà anh ấy không dám nói không dám bày tỏ cho đến khi có lẽ cũng đã quá muộn nhưng mà cuốn phim rất là cảm động uh, và nó cho thấy là là cái 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 mối quan hệ trong gia đình rồi những cái nó nói nó nói về tình thương nói về tình yêu nói về love thì ra đây là một cái điều mà rất là universal rất là phổ quát uh, không có phải là là cần phải tiếng nói nào để có thể truyền tải được mà bất kỳ tiếng nói nào qua cái ngôn ngữ điện ảnh đều có thể truyền đạt đến được cái cái cảm xúc đó. Ra xem nữa là châm um, tức là người co-director với Isa và Isa đều rất là cảm động khi mà xem cuốn phim này Talking to My Mother và hiện nay có trình chiếu trên vietfilmfestchannel.com. Thì với những cái phim mà mang tính chất cảm động này chắc chắn cũng nhiều người chú ý nhưng mà Long lại nghĩ rằng là người ta sẽ chú ý một cái phim khác nữa vì nó có mang hơi hướng cung phu đó là võ sư hóa đi tìm mộ à rất nhiều người nhiều <laughs> người cũng, cũng nghe cái đó là thấy mùi cung phu ý ra nghĩ sao Không, thật ra thật ra võ sư hóa đi tìm mộ là cuốn phim ngắn mà đoạt giải audience choice award tức là giải khán giả bình chọn Uh, tức là trong mỗi kỳ đại hội về phim fast thì khán giả đều được bỏ phiếu bầu và uh, lần này thì khi mà xướng danh uh, khi mà ngày cuối cùng đó ngay buổi chiếu cuối cùng trước khi kết thúc đại hội thì các anh em đếm phiếu và thấy là phim võ sư hóa đi tìm mộ tức là master hóa uh, requiem được uh, số điểm cao nhất trong các phim ngắn thì uh, đây là cái uh, giải thưởng của um, cuốn phim và cuốn phim do đạo diễn Scott Edwards là một đạo diễn uh, người Hoa Kỳ sống ở Texas thực hiện. Đây là một cuốn phim rất là cảm động, nói về hành trình đi tìm mộ người thân của võ sư Nguyễn Tiến Hóa và ông đi trở lại Mã Lai cũng như là Thái Lan để tìm mộ người thân và đây là một cuốn phim rất là cảm động và uh, chúng tôi đã trình chiếu cuốn phim này ngay trong cái um, buổi chiếu phim dành cho các em uh, sinh viên trung học để mà hiểu về cái chuyến uh, những cái chuyến vượt biển đầy nghĩa là gian nan và nguy hiểm uh, để mà người dân của chúng ta có thể tìm được tự do thì đây là là một cuốn phim rất là cảm động và mà nó 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 mang một tính chất tính, tính chất rất là uh, nhân bản và và có nhiều cái 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 cái, um, cái 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 mốc lịch sử trong đó cũng nhân tiện đây Isa uh, rất nhiều người khen ngợi cái lần này tổ chức cái đại hội rất là thành công thì uh, những người bị hại được xin thì sao? Bao nhiêu người đã tham gia để mà chuẩn bị cả một cái đại hội lớn như thế? Dạ, cảm ơn phi Long. Thì um, năm nay ban tổ chức có tới bốn người co-directors uh, là đồng giám đốc thì có Trâm uh, Lê, rồi Gianna Nguyễn và Thúy Võ Đặng cùng với Isa. Thì um, tụi này um, được rất nhiều người uh, giúp. cái uh, là ban tổ chức có lẽ khoảng 50 mươi uh, volunteers. Uh, thể thiện nguyện viên đến từ nhiều nơi như là các em ở trường trung học uh, có từ uci rồi cassette Fullerton, rồi có những em uh, đã đã ra trường đi làm và trở lại giúp về film fest nữa rồi cũng có những người đã từng làm khán giả và yêu mến cái, cái sinh hoạt này thành ra trở lại để giúp tụi này uh, làm volunteer giúp tụi này thành ra ban tổ chức mới um, có thể thực hiện được uh, film festival lần này và cái điều vui mừng là thấy là là Việt Film Fest ngày càng có nhiều phim có có cái sự khởi sắc và thực hiện được cái 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 mang đến được cái khía cạnh giáo dục như là qua cái youth emotion cái cái khóa học đó mà cho thấy là là các em trong cái khóa học cũng đã um, thực hiện được những cái tác phẩm của mình nói lên tiếng nói của mình thì đó là một cái cái điều một trong những điều mới mà mà về phim fest đem lại thì mà cái workshop đó dĩ nhiên là cũng có nhiều volunteers uh, tham dự để mà giúp mà, mà có thể có thể thực hiện được rồi sẽ có thể cho mọi người biết rằng là ok mình nghĩ được bao lâu là chuẩn bị cho cái năm tới <cười> <cười> chưa chưa được nghỉ ngơi mấy ngày mà anh phi long đã hỏi câu này rồi um, Thường thường thì tuyển này bắt đầu ra thông cáo tuyển phim vào tháng 9, tức là tháng 8 đã phải chuẩn bị rồi, tức là để coi mình còn 3 tháng nghỉ. <laughs> 3 tháng nghỉ thì trôi qua cũng rất là nhanh, nhưng mà cái um, khi mà ra thông báo tuyển tuyển phim vào tháng 9 ấy, thì sao cũng rất mong và hy vọng là được nhận được phim từ nhiều nơi trên uh, trên thế giới gửi về cũng như là phim ngắn tụi này nhận phim ngắn, phim truyện dài, rồi đủ thể loại hết như là anh Phong biết là nhận phim uh, mang thể loại thử nghiệm, rồi phim uh, drama, uh, phim uh, phim hài, phim tình cảm nữa là đủ loại phim hết. Thì uh, bắt đầu là vào tháng 9 tụi này sẽ ra thông báo cho đến uh, hạn cuối nộp phim là là cuối tháng 12. Và thưa quý vị thì bộ, uh... Ờ, chúng tôi cũng từng tham dự uh, cho cái sự tổ trong cái công việc tổ chức thì thư viện phải là tổ chức rất là chu đáo và công phu có nhiều cái bộ phim mà các đạo diễn ha, là phải um, gửi bây giờ chúng ta có cái cái kỹ thuật digital lên uh, email nó dễ nhưng mà có một số trường hợp một số đạo diễn là muốn gửi những cái uh, những cái dvd và dạ, nhiều khi cũng rất là khó khăn cho nên cái ban ban tổ chức phải nói rằng là lúc nào cũng làm việc cật, cật lực khi mà các đạo diễn gửi phim về và nhiều khi phải ngồi coi hàng hàng trăm cuốn phim để mà tìm ra những cái bộ phim chọn ra những cái phim mà để, chúng ta uh, đem vào cái cái đại hội và trước khi chấm dứt chương trình thưa quý vị chúng tôi cũng nhắc lại quý vị rằng là chúng ta đi ra ngoài rạp chúng ta đi xem ít nhất là 11 12 đồng một, một vé nhưng mà thưa quý vị quý vị bỏ chỉ có một đồng 99 vào trong website À, Việt Việt film. channel com channel com quý vị làm như thế quý vị ủng hộ cho các con em và các người Việt Nam bắt đầu làm phim đi vào cái lĩnh vực điện ảnh với cái sự mà ủng hộ của quý vị đó thưa quý vị nó sẽ làm cho cái ngành điện ảnh của Việt Nam càng lúc càng trưởng thành hơn và mạnh hơn. Xin cảm ơn phi Long và xin kính mời quý vị tiếp tục đi cuộc hành trình này với Việt Film Fest qua trang nhà việt phimfestchannel.com và ngoài những phim ngắn như Isa vừa mới nói với anh phi long thì còn có một số phim dài như là touch uh, của đạo diễn uh, nguyễn đức minh rồi phim uh, sài gòn electric uh, owl the sparrow thơ cứu và chim sẻ sẻ của đạo diễn Stefan gauger um, rồi có một số phim ngắn khác nữa mà chúng tôi cứ thu thập từ bắt đầu từ năm ngoái um, rồi cho đến năm nay nữa thành ra xin mời quý vị vào thăm trang nhà một lần nữa là việt Fest com Tchau, tchau.